Amy xin mến chào các bạn. Hồi nãy làm vườn, bây giờ ra làm neo nha các bạn. Cô này có tháo ra, có overlay nè. Cô muốn Amy làm mỏng thiệt mỏng có thể nha, cho nó giống cái natural neo đó các bạn. Đó, Amy bỏ từ từ ra. Đó, các bạn thấy mỏng vậy được rồi ha. Mỏng nhưng mà cũng phải có bọt nha các bạn. Rồi. Móng cũ mình tháo ra, mình clean cho sạch cái nail bay xong rồi mình bỏ bọt lên. Trước khi bỏ bọt thì Amy đã bỏ cái foam màu rồi, mấy cái đó thì mấy bạn đành quá rồi, Amy cắt mấy cái khúc đó hết. Amy đắp cỏ số 16 nha các bạn. Con này có giữa hơi hơi o mình nè. Amy đã đắp bọt xuôi. Khi mà mình bỏ cục bột lên, mình sẽ đưa cục bột lên cho nó sát dầm da tay. Sau đó em sẽ dập bột hai bên hông trước mà dập cho nó đụng cái phần da tay luôn nha các bạn. Nó sát vô lên cái đường để nó trào nha. Tại vì khi nó trào ra lát mình chạy chạy láng, cái thứ nhất là chạy sạch thì dép quá khách nó bị đau. Còn chạy không sạch thì cái bột nó ra nó sẽ có cái gừ. Rồi xong bàn tay bên đây nè các bạn, thấy cũng giống natural nail lắm. Rồi bây giờ tới cái phần bên đây. Đó, bây giờ mình bên đây thì bỏ ngón cái trước. Em cũng đã cái này cũng bột bên đây. Em mình cũng bỏ nhiều cái clip rồi. Có khi bỏ một cục, có khi bỏ hai cục đó các bạn. Có nhiều bạn thì nói em mình chia sẻ cách bỏ hai cục. Các bạn thấy em mình đẩy cho sát luôn. Sát cũng cái dòng da tay, chắc bọt có sâu quan trọng nhất là mình dập bọt sát cái phòng da tay, chứ mình dập hai bên hông. Thì quan trọng nhất là hồi nào bọt hở cũng hở từ hai bên hông lít, chứ không có hở ở trong có giữa thân móng, nên giữa thân móng mình cũng đập nhưng mà không có cần kỹ quá, chủ yếu là hai bên hông với cái dòng da tay mình đập cho nó sát nè. Em mình đập cho sát nha các bạn. Sát thôi chứ không có nằm trên nó dầm da tay nè, phải dưới nó sát mí thôi. Đó, ở đây cũng vậy, đưa lên cho nó sát và nó mỏng, nó không có trào hai bên hông, nó không có trào lên trên. Một lát các bạn chỉ cần đặt cái đầu giữa mình chạy qua một đường là mình xong. Nó cũng bột nhỏ nhỏ thôi. Amy là đắp bột mau khô nha các bạn, chứ Amy không có thích đắp bột nhão. Khi mình bỏ vậy đó các bạn, mình thấy chỗ nào nó hơi thiếu một miếng là mình thêm tí xíu thôi, nó không có mất nhiều thời gian. Mà cái móng đều giống như đây, mình cho sát lên chút xíu đó là nó cho nó đụng luôn. Rồi mình đắp từ từ luôn, mình không cần phải làm nhanh đi lẹ, mình làm từ từ cũng được các bạn, nhưng mà nó chuẩn, nó sát nha các bạn. Thấy ra mình lấy cái ship đơn giản, chỉ cần đặt cái đầu giũa chạy qua một vòng lại mình đảm bảo với các bạn sạch luôn. Để mình đắp nó không có bị trào cả hai bên hông. Cái trường hợp mà mình đắp chưa khéo là nó dễ bị trào ra hai bên hông lắm. Cái thứ hai nữa là cái bọt có dính nhão, có dính tầm lem tắc lét hai bên đây hết trơn. Đó, các bạn thấy không? Cái móng y như natural nail luôn. Cái đầu mỏng của mỗi cái móng nó phải đều nhau. Đây, mình cũng đã chia sẻ cái cách đắp bột vào móng dài là các bạn. Nhằm khi mình đắp bột không phải nhất thiết mình đắp dày bộ móng nó mới chắc. Tại vì nếu mà móng dài mình đắp phải cho nó đều. Cái quan trọng là hai bên hông móng nó phải đều bột. Có nhiều cái trường hợp những cô khách lại đó móng dày lắm các bạn, đắp cái móng dài mà rất là dày mà hai bên hông nó không có đủ bột, nó vẫn bị bể như thường, bể gãy như thường hai bên hông. Thường khi là móng gãy là bể từ hai bên hông bể vô các bạn. Khi bạn làm phiêu lại mình sửa cực lắm, nhất là bể hai chỗ này nè, bể vô cái móng thì dày lắm, dày ngay giữa mà hai bên hông này không có bột rồi cũng như không mà. Nên cái đó là cách đắp bột mà các bạn lưu ý. Cái đó là cái cách chia sẻ kênh nhỏ nhỏ của Amy thôi. Còn bạn nào rành thì thôi, chứ Amy không có tính cách dạy mấy bạn nha. Mình chia sẻ cách mình làm với mấy bạn thôi. Rồi, nắm xí.
Đây xong hai bàn tay overlay nè các bạn, thấy chưa, y gần như móng thiệt nữa. Mình dũa mình chạy nữa là mì xong rồi. Mì hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp nha, mến chào các bạn.